một tốt rồi. Thú MC. Quá tốt các bạn ơi. Còn rất ngọt của tối MC nha các bạn. Yêu thương dành cho các cầu thủ và sự hâm mộ đối với bộ môn bóng chuyền của người dân Phi Anh như thế nào. Và trên live stream cũng đang có rất nhiều khán giả của Phi Anh không thể trực tiếp đến nhà thi đấu đang cổ vũ nhiệt tình cho các trận thay của Phi Anh. Mỏ có điểm cho Mỏ và cho Phi Anh 5-3. Ba tê bóng vẫn còn 3-3 hàng sau mà không trời ơi. Này là 4 năm. Quá chuẩn của Từ Tinh Thuận. Tô MC. Năm đều. Trời ơi. Một cái đóng dấu vàng mặt của Mỏ Hồng. Bên phía thành phố. Anh đi áo vàng. Điểm 4 của thú MC. Anh Tùng sáng nay không like cơ mà. Tùng số về quê rồi. Tiếp tục nào. Đó là Long Vũ. Đúng rồi. Đó là cái đội mình thiên hài chất lượng. Đúng rồi, chia như đầu bên đánh đi các bạn ơi. Không được rồi. Ba tê. Long Vũ. Quá hay các bạn ơi. Đây là nội binh các bạn. Đây là Long Vũ. Số 5 Long Vũ nha các bạn. Như vậy chứ Kỳ Phú. Đúng tay chuột. Quá, đó là Phương Nam các bạn ơi. Còn ngọt hơn cả Tú MC. Đội binh của Kỳ Anh đang ghi điểm. Bóng còn kìa, bóng còn kìa, đâu rồi Tú đâu? Mỏ. Wow. Tuyệt vời, Mỏ ơi, Mỏ ơi. 12 rồi. Bây giờ thì Mỏ đã lên tiếng. Điểm về cho 18, 14. Hãy chưa chia sẻ nhá. Con Phạm Anh ơi, con. Đúng rồi, đúng rồi. Mỏ ơi. Vẫn còn. Rồi, làm lại nào. Điểm 4 của Mỏ. Nụ cười đang nở trên môi Tố MC rồi các bạn ơi. Trận đấu lại tiếp tục. Và bóng của Phong Nam. Chính xác là Dương Phương Nam. Chắn bóng đâu. Phương Nam ơi. Con. Tuyệt vời. Chắn tiếp nào. Con. Tuyệt vời. Tú MC. Chia sẻ nhá, mọi người ai chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nhau. Hàng sau cũng chưa có tiền.
tình huống Thái Dương. Và bóng quá mạnh của Dương Văn Tiên, trong khi có một trắng thôi các bạn ơi. Bây giờ thì Dương Văn Tiên mới có thể cắt được chuỗi liên điểm của Kiên. Cảm ơn mọi người. Được một tốt rồi. Trời ơi, đó là ba tê các bạn ơi. Tú MC, một cầu thủ bóng phủi mà chưa đỡ được cái phát bóng của ba tê thì các bạn biết rồi đó. Sân bên kia Lộc Hà có khả năng thua 2-0 các bạn ơi. 17-22 rồi. Bảy rồi các bạn. Cố lên em. Thêm đó là Lê Quang Đoàn nữa, nhưng thì anh vẫn đang nỗ lực. Còn Quảng Công Mỏ. Tuyệt vời Mỏ ơi. Đó ơi, đẩy lên nhau. Rất khó chịu. Bây giờ là 3T. Trời ơi, Dương Phương Nam. Quá hay. Quá là tình huống mà Dương Phương Nam đã chơi. Quá hay. Đâu rồi? Con kia. Con Thái Cường ơi, chuyển đi. Bỏ. Thắng chắn nào em ơi. Rồi. Quá hay các bạn ơi. Trời ơi, quá đáng tiếc được vào bóng người rồi. Bóng lỏng tay ra tay của Lê Quang Đoàn. 23 đều. Bóng của Quang Đoàn. Dương Văn Tiên. Set boy rồi. Đâu rồi, tiếp tục nói nhé. Set boy cho Kiên rồi. Set boy cho Kiên rồi. Ba tê làm thế nào đây? Đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi các bạn ơi. Đã vượt 6 điểm từ hàng đến rồi. 3-6, 6 điểm bắt đêm anh em ạ. Đúng rồi. 2-4 đều. Đáng tiếc. Vâng, đội binh của các anh rất mạnh các bạn ơi. Mò hơi vướng đồng đội. Mò ơi, tuyệt vời.
penalty cho em. Quả penalty cho em Mbappé rồi các bạn ơi. Anh em tiếp tục đẩy view nào. Hiện tại thì Capico chúng con đang có hiệp thứ ba rồi các bạn ơi. Có hiệp thứ ba rồi. Đang hơn nhà đài hơn một ba mắt trẻ. Nhà đài đang thua. Quá tuyệt vời.